Tại Việt Nam, các bệnh không lây nhiễm, đặc biệt là ung thư, ngày càng gia tăng do vấn nạn về thực phẩm bẩn, ô nhiễm môi trường và lạm dụng chất kích thích. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, thì Việt Nam xếp thứ 78 trên 172 quốc gia có tỷ lệ mắc và tử vong do ung thư nhiều nhất thế giới. Vì vậy, việc chuẩn bị sẵn sàng tài chính trước những rủi ro, bệnh tật có thể xảy ra là rất quan trọng. Phát hiện chồng bị ung thư biểu mô tế bào gan từ năm 2011. Đến nay, gia đình bà Ngân đã 6 năm cùng chồng chiến đấu với căn bệnh này. Áp lực về tinh thần, cộng với áp lực về tài chính đã khiến cho gia đình vô cùng mệt mỏi. Khi bình thường thì chi tiêu các thứ nó cũng không đến nỗi lắm. Nhưng mà thực sự, mà khi mà gia đình người thân mắc cái bệnh hiểm nghèo này thì không biết là mình làm thế nào để mà có được cái phần kinh tế để mà chi trả cho bệnh viện. Việc không đảm bảo tài chính để chi trả cho việc điều trị bệnh hiểm nghèo ở Việt Nam là một thực tế khi mà rất nhiều gia đình hiện nay không có kế hoạch tài chính dự phòng. Trong khi đó, Việt Nam là một trong những quốc gia được xếp vào nhóm có nguy cơ mắc các bệnh rủi ro cao hàng đầu thế giới. Để giải quyết gánh nặng tài chính bên cạnh bảo hiểm y tế, thì bảo hiểm nhân thọ đang là giải pháp khá thiết thực. Và việc tham gia bảo hiểm bệnh hiểm nghèo thì đây là một cái giải pháp để dự phòng, có kế hoạch về tài chính và là một cái biện pháp bảo vệ thông minh và có hiệu quả nhằm đảm bảo có đủ tài chính cho các gia đình khi không may có người mắc bệnh hiểm nghèo để có khả năng điều trị và chữa bệnh và đảm bảo cho các kế hoạch tài chính khác của gia đình. Tại các quốc gia trên thế giới, bảo hiểm nhân thọ là giải pháp tài chính không thể thiếu để đảm bảo tương lai bền vững. Thực tế, tại Việt Nam, với sự đồng hành của bảo hiểm nhân thọ, nhiều gia đình đã có thêm điểm tự yên tâm để bảo vệ sức khỏe cả gia đình và vượt qua những rủi ro về bệnh tật.